Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vứt ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi quay lại cắn xé các con. Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy. Cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp và ít kẻ tìm thấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa bạn chị em, trong sách Luận Ngữ, Đức Khổng Tử cũng nói một câu: kỹ sở bất dục vật thi ư nhân. Nghĩa là điều gì mà con không muốn người ta làm cho con thì con đừng làm cho người ta. Thì câu nói của Đức Khổng Tử đây hiểu theo cái nghĩa: nếu con không muốn người ta làm cho con thì con đừng làm cho người ta. Con không muốn người ta ghét con thì con đừng ghét người ta. Con không muốn người ta hại con thì con đừng hại người ta. Ở đây Chúa Giêsu dạy một cái câu khuôn vàng thước ngọc, một cái câu mà chúng ta hiểu theo một nghĩa tích cực hơn. Đó là tất cả những gì mà các con muốn người ta làm cho các con thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. Và Ngài kết luận đó là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. Nghĩa là các con muốn người ta thương các con thì các con thương người ta. Các con muốn người ta giúp các con thì chính các con hãy giúp người ta. Một cái câu nói của Chúa Giêsu hôm nay, Ngài dạy hãy sống tích cực hơn, hãy làm cho người khác để rồi người khác mới làm cho con, chứ không phải là sống mà mình tránh. Tránh là tốt, nhưng phải cao hơn là chúng ta phải làm cho người khác thì người ta mới làm cho con. Vậy thì lời Chúa hôm nay, Chúa muốn mời gọi mỗi người chúng ta suy nghĩ về cái cách đối nhân xử thế giữa con người với nhau trong cái thế giới hôm nay. Vậy thì khi nói tới con người thì chúng ta cũng nghĩ đến cái tính xã hội. Mà là con người thì có tính xã hội, không có ai là một hòn đảo cả. Vì là con người cho nên chúng ta có tính xã hội, vì thế mà mình sống cùng và sống với, chứ không ai sống một mình. Và hơn nữa, đối với người Công giáo, trong sách giáo lý mình đã được học là mỗi người chúng ta đều là anh em với nhau và là con cùng một cha. Nhưng nhìn lại cái cuộc sống và các mối tương quan thường ngày thì sao? Chúng ta nhận ra rằng mình còn nhiều cái thiếu sót với nhau trong cái cách cư xử. Mà thiếu sót ở đây không chỉ là ở ngoài xã hội, không chỉ là những người ở bên ngoài với nhau, mà đôi khi chúng ta còn thiếu sót cả những người Công giáo với những người Công giáo mà chúng ta còn chưa yêu thương nhau. Hoặc là còn thậm chí còn đôi lúc đó là cả những người thân trong gia đình, anh em ruột thịt, con cái đối với cha mẹ, hoặc là con cái đối với ông bà, trong cái cách cư xử và làm còn những nhiều điều thiếu sót. Vậy thì mỗi lần mà thiếu sót bổn phận giữa con người với con người thì cũng là lúc con đang thiếu sót bổn phận giữa con với Thiên Chúa. Chính vì lẽ đó mà Chúa Giêsu nói: nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Vậy thì qua câu nói này, như một lời kết luận cho chúng ta thấy, ai mến Chúa là kẻ yêu người, nhưng yêu người chưa hẳn đã mến Chúa. Có những người sống ở bên ngoài, sống với anh em, cư xử cũng yêu thương tốt lành, nhưng chưa chắc họ yêu mến Thiên Chúa. Còn ai yêu mến Thiên Chúa thì chắc chắn là yêu mến anh em. Vì như lời của Thánh Gioan nói,
Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương anh em mà mình trông thấy thì không thể yêu thương Thiên Chúa mà mình không trông thấy. Vậy thì chúng ta là những người con Chúa, cách thể hiện lòng tin, lòng yêu mến Chúa của chúng ta rõ ràng nhất và chỉ có thể là yêu thương anh em. Do đó chỉ cần nhìn cách sống của chúng ta là chúng ta cũng biết rằng mình đang sống với tình Chúa như thế nào. Như vậy một khi mà chúng ta xúc phạm đến anh em thì chúng ta đang xúc phạm đến Thiên Chúa. Hay có thể nói cái khoảng cách giữa chúng ta với Thiên Chúa cũng chính là cái khoảng cách giữa chúng ta với anh em. Xa cách anh em cũng chính là đang xa cách Thiên Chúa. Con ghét anh em là con đang ghét Thiên Chúa. Vậy thì con muốn yêu thương Thiên Chúa, con muốn người ta yêu thương con, thì con phải thể hiện tình yêu đối với anh em con trước. Con muốn người ta sống tốt lành với con, bác ái với con, thì con phải sống tốt lành và bác ái với anh em trước. Nhưng mà tính ích kỷ của con người thì thông thường mình hay muốn mình được mà muốn anh em bị. Con muốn mình được những điều tốt lành hơn người khác mà con không muốn người ta được những điều tốt lành. Hoặc là người ta được những sự tốt thì những sự tốt đó phải ít hơn con thì con mới chịu. Vì thì do đâu mà con chưa sống được câu lời Chúa hôm nay? Để làm những gì mà con muốn người ta làm cho con thì con phải làm cho người ta như thế. Thì thưa, đó là do tính ích kỷ, tính toán, ganh ghét cá nhân nơi con người của con. Nếu con chưa bỏ đi cái tính ích kỷ, cái cá nhân ganh ghét nơi con thì Thiên Chúa không lớn lên trong con được, và nhất là tình yêu của Thiên Chúa không nảy nở nơi con. Vậy thì qua lời Chúa hôm nay, khuôn vàng thước ngọc, để chúng con nhìn về bổn phận của mỗi người chúng con đối với tha nhân. Sự độc đáo nơi nguyên tắc của Thiên Chúa không chỉ làm những điều tiêu cực, không làm những điều tiêu cực mà còn phải làm những điều tích cực, điều tốt cho anh em. Nghĩa là sống bác ái, biết cho đi với tất cả lòng quảng đại và yêu thương, thì anh em sẽ sống bác ái với con, sẽ quảng đại với con và yêu thương như chính con đã yêu thương anh em. Amen.